Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Đầm Dơi của tỉnh Cà Mau. Thì hôm nay trên cái đoạn đường đi tìm một số nhân vật ở Đầm Dơi á thì Bùi Hồ có bắt gặp được hình ảnh một cái căn chòi nhỏ nhỏ, và trong cái căn chòi này có một cái chú này nè, chú sống có một mình ên. Và để tìm hiểu thực hư cái câu chuyện đó như thế nào, để có phương án hỗ trợ cho chú, thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để vào thăm chú cũng như là tìm hiểu về cái cuộc sống của chú nha. Hình như là chú uống nước mưa hay sao cô bác của anh chị. Đây nè, đây là một cái thùng nước mưa. Chú uống nước mưa hả? Dạ, còn cá này là sao chú? Ở đâu chú có cá này vậy? Dạ. Dạ. Lẫm hả? Ôi trời ơi. Chú ơi, chú năm nay là chú bao nhiêu tuổi rồi? 52. Dạ? 52. 52. Chú ở đây lâu chưa? Năm ngoài. Dạ? Năm ngoài. Lâu rồi hả? Mấy năm rồi chú? Cũng 10 năm. Dạ? Cũng 10 năm. Hàng ngày chú làm cái công việc gì để sống? Sao chú? Tê giò hả? Rồi chú làm gì có tiền để mà sống hàng ngày? Dạ? Người ta cho gì đâu chú? Người ta cho chú gạo ha. Dạ. Ôi trời ơi, thì chú nấu ăn nấu uống ở đâu? Cái bếp của chú đó hả? Trời ơi. Rồi chú tắm rửa ở đâu? Dưới sông. Dạ? Dưới sông. Dưới sông. Chú tên gì? Liêm. Chú Liêm hả? 52 tuổi. Chú có vợ con gì không chú? Có rồi thôi lâu. Có rồi thôi lâu rồi. 40 năm. Dạ? 40 năm. Chú mặc áo vô đi để chú cháu mình nói chuyện tí xíu được không? Dạ? Mặc áo vô đi chú. Nhìn thấy chú có vẻ rất là đáng thương luôn mọi người. Ở đây là một trong cái vùng rất là sâu của huyện Đầm Dơi. Thì vô tình thì Bùi Hồ mới bắt gặp được cái hình ảnh của chú thôi. Chân tay của chú thì rất là yếu luôn. Hình như là chú ăn cá ương luôn á, cá thối á, chú nói là chú lượm. Đây là nước mưa, hình như là nước sinh hoạt của chú hả? Nước uống của chú luôn ha. Chú là chú Liêm. 52 tuổi. Ô
Ôi trời ơi, ở đây rồi sao chú đi tắm ngửa gì đây? Thấy mặc đồ cũng khó khăn luôn mọi người. Để cho chú mặc áo vô cho nó lịch sự tí xíu. Hồi nãy là Bùi Hồ có gặp được cái hình ảnh đó là chú máng đồ, chú phơi đây luôn nè. Đó. Cần đeo cái. Chú rất là yếu luôn. Gài được, gài nút được không chú? Gài nút được không? Hả? Lâu. Dạ? Lâu. Dạ? Lâu hả? Thôi chú gài nút ở trên này được rồi. Rồi rồi được rồi, dấu gài cái nút đó được rồi. Chú ngồi xuống đi chú Liên. Rồi, rồi ngồi được không hay nằm võng mới được? Ngồi được không chú? Ngồi có nhức chân không? Hả? Ngồi không mau được. Chú Liêm là có mấy anh em? Hai anh em. Dạ. Hai em. Chú có mấy anh em? Có ba người. Ba người. Chú là thứ mấy trong nhà chú? Thứ tam. Dạ. Thứ tam. Thứ mấy? Thứ tam. Thứ tám hả? Ủa có ba người sao mà chú thứ tám? Chết rồi. Chết hết hả? Trời ơi. Chú với vợ chú có mấy người con? Đúng là một chết luôn. Dạ. Tháng một chết luôn. Chú nói lớn lên cho con được không? Thằng một chết luôn. Thằng một rồi chết luôn. Con thằng một rồi chết luôn. Chết lúc nhiêu tuổi chú? Nó bây giờ có đứa con gái. Rồi chết vợ vậy rồi. Có vợ có đứa con. Rồi sao nữa? Cứ sao chết thì vợ sao? Chết luôn. Không ạ. Vợ được rồi không? Chú nói chuyện Bùi Hồ rất là khó nghe. Vợ nó còn sống. Vợ còn sống, còn anh đó thì chết rồi. Lúc nhiêu tuổi chú nhớ biết không? 23 tuổi. 23 tuổi, bị gì chú? Không, bởi vì mà hồ té chết. Bằng hồ té chết. Còn vợ của chú thì lâu thôi rồi. Ừ. Chú với vợ chú thôi lâu chưa? 5 năm, 6 năm. 6 năm. Thì ở rồi. Sao mà thôi chú, cô sao mà với chú sao mà thôi nhau? Không có gì thôi. Dạ. Không có gì thôi. Không có gì tự nhiên thôi. Nhưng mà chú có nhậu không? Có. Có hả? Bây giờ còn nhậu không? Còn hết. Còn nhậu hả? Còn hết, ít nhậu. Sáng giờ có nhậu chưa? Chưa. Thường chú thường nhậu buổi nào? Bằng rồi về mới nhậu. Bằng rồi về mới nhậu. Ngày nhậu chú nhậu mấy lít? Có nửa lít rồi không rồi. Nửa lít à? Chú nhậu quá vợ bỏ hay sao? Không phải. Tự nhiên con trai chết. Rồi nó bỏ đi. Tự nhiên con trai chú chết rồi vợ chú bỏ đi luôn. Ôi khổ quá ha. Lúc trước nhà chú ở đây luôn hay là nhà chú ở đâu? Ở Kinh Hiếu Đông. Dạ. Ở đây.
Dạ. Ở đây. Nhà ở đây. Nhưng mà không phải là nhà này đúng không? Sau này chú mới ra đây, người ta cất cho chú hay là chú tự cất? Người ta cất cho. Người ta cất cho. Lúc trước không có cái nhà này thì chú ở đâu? Ở thành phố. Dạ. Thành phố. Ở thành phố hả? Thành phố nào? Thành phố mình. Thành phố Cà Mau hả? Thành phố ở Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh hả? À. Chú ở quận nào? Quận Lộ quên. Quên rồi. Quận 6. Quận 6 hả? Chú làm gì ở quận 6? Hồ. Làm hồ ở quận 6 ha. Chú nghỉ làm lâu chưa? Lâu. Lâu rồi. Rồi vợ chú bây giờ có thường thăm chú không? Không. Không luôn. Thì chú sống gì à? Chú tắm rửa vệ sinh như thế nào? Muốn lội lội dòng muốn nước. Loại xong bút nước. Hứng nước mưa. Hứng nước mưa này để làm gì chú? Nấu cơm. Nước mưa này chú nấu cơm ha. Nước nó vàng lắm mọi người ơi. Rồi đồ của chú là con lấy phơi bên kia nữa hả dạ? Dạ. Còn cá này chú tính làm gì ăn đây mà con thấy gùi nó bu hết à? Phơi được khô. Dạ. Phơi được khô. Phơi khô. Cá đó cá gì chú? Cá sơn. Cá sơn. Phơi khô để ăn cơm. Phơi khô. Dạ. Thì chú đi vệ sinh, đi tiểu tiện rồi ở đâu? Rồi. Ở đâu chú? Đó, quẹo xuống phương Tây. Xuống đâu? Xuống mé. Xuống mé sông hả? Ôi trời ơi. Anh em chết á, rồi mấy hai anh em của chú còn lại là biết chú sống ở đây không? Biết. Biết hả? Hai anh em của chú có khá giả không? Cũng nghèo thấy mồ. Cũng nghèo thấy mồ luôn hả? Thì chú sống ở đây không có điện nước rồi sao chú? Có. Ủa, có bóng đèn. Đâu, có một cái bóng đèn trên kia kìa mọi người. Đó. Bóng đèn ở đây nè. Bóng đèn đó ai truyền điện cho chú vậy? Trên đó. Dạ. Ở trên đó. Trên đó. Hôm nay là chú ăn cơm với gì? Không. Dạ. Ăn không. Đâu chú cho con xem với. Quán cá. Chắc có lẽ là do thời gian lúc trước chú đi làm hồ á, thì sau này không làm được nữa thì chú phải về, con của chú thì cũng đã mất rồi. Có nghĩa là bị té, bị tai nạn lao động á mọi người. Con của chú là bị tai nạn làm hồ rớt mất phải không chú? Té chết phải không? Ngồi quốc. Dạ. Ôi trời ơi, cơm thiêu hết rồi. Không thiêu. Dạ. Mới nấu rồi thiêu. Mới nấu rồi sao vàng khè vậy? Nước. Nước mưa hả? Trời ơi, nước vàng khè luôn mọi người ơi. Còn đây là cái gì chú? Gạo hả? Gạo. Ta cho chú đây. Còn cái lu này? Lu không. Chú là phải sử dụng nước mưa để mà nấu ăn nấu uống. Còn nước này là ở đâu, bình này ở đâu có? Nước ở kia. Ly nước này là ly nước mưa hả chú? Thì chú uống luôn hả? Nước mưa từ lá nhà nhiễu xuống đúng không? Ôi trời ơi. Đây nữa nè mọi người. Nước thậm chí là nó có lăng quăng ở trong luôn kìa. Nhìn khủng khiếp lắm. Này nước mưa luôn hả chú? Nhà của chú toàn đựng nước thôi. Hôm nay là chú không có tiền mua đồ ăn hay sao? Không có. Dạ. Không có. Không có tiền ha. Rồi đồ đạc thì chú giặt ở đâu? Sông. Ở dưới sông, chú tự giặt luôn. Trời ơi, khổ quá. À chú, con thấy cái nhà của mình nè. Thấy ánh nắng mặt trời luôn à. Thì không biết là mưa thì nó có tạt không chú? Nó có dột không? Có. Đây nữa nè mọi người.
Vô lum. Dạ. Vô lum. Giọt tùm lum hết á. Cái tay của chú sao con thấy nó mỏi lắm hay gì mà dở lên dở xuống rồi chứ? Tay được, cái tay nó dấu rồi. Bị gì? Không biết bị gì. Không biết bị gì luôn. À, chú nấu cơm là chú nấu cơm củi hả? Củi. Củi. Con thấy có cái bếp ga nhỏ nhỏ kìa. Người ta cho mà nấu được. Ta cho mà nấu không được. Chú ở ngay chỗ này thôi là 6 năm rồi. Còn cái thùng bên kia là thùng gì chú? Không. Dạ. Thùng không. Chú đựng gì vậy? Không. Không. Còn bên kia chảo gì chú? Nước tương. Con thấy mà sau lưng có cua nữa hay gì chú? Bên kia. Đâu đâu đâu, chú lấy lên cho con xem với. Ba khía gan me hả? Đâu. Chú làm hay ta cho? Đây rồi. Ta cho hả? Rồi còn cái mâm bên kia chú, cái nồi bên kia. Được không? Vậy chú? Cháu không? Dạ. Cháu không? Hả? Cháu không? Cháu hả? Cháu không? Cháu không, cháu không. Đồ của chú nè mọi người. Chú là phải sử dụng uống nước mưa nè. Rồi không có tiền mua. Bây giờ đâu chú bữa nay có nhậu không? Không hả? Chú đừng nhậu nha. Yếu rồi, cái tay mình nhậu yếu rồi, không ai lo cho mình đâu. Chú Linh năm nay là mới 52 thôi. Lúc trước là chú làm hồ ở Sài Gòn là mỗi ngày một ngày được bao nhiêu tiền chú? 100 ngoài 101. Dạ. 101. 101 hả? 103. 103. Chú cùng lúc nhớ nhớ quên quên mọi người. Ở đây là xã gì chú? Tân Đức. Dạ. Tân Đức. Xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi. Ừ. Đúng không chú? Vợ của chú là có gia đình mới chưa? Có rồi. Có rồi hả? Chú với lại cô là chỉ có một người con thôi. Mà cái người con trai con của mình cũng mất luôn rồi. Chỉ còn con dâu. Con dâu thì có gia đình chưa chú? Vợ chú kia. Với lại cháu ngoại hả? Cháu nội hả? Cháu nội chú ra mấy tuổi rồi? 6 tuổi. 6 tuổi rồi. Có thường thăm chú không? Không. Không. Con thấy chân tay của chú yếu quá rồi. Đi xuống sông tắm nó có nguy hiểm lắm không chú? Chú mấy một sôi. Trời ơi, sôi rồi. Xuống mé múc nước sôi lên. Ừ. Ô trời ơi. Rồi giặt đồ thì sao? Vô mẹ. Đi xưa. Mình dùng ảnh đi. Có sò bông gì giặt không chú? Con trai. Con trai, con trai sò bông mua nước cửa chén. À, con hỏi chú nè. Thì lúc cô với chú thì ở nhà bên kia thì sao không ở mà chú phải cắt thôi lôi giữa gần như thế này à? Thôi đó là ở quận. Rồi cha mẹ sẽ đi về đi. Thành phố mà. Dạ. Thành phố mà theo. Chú nói rõ, con không nghe không rõ. Lên thành phố mà. Thành phố mà hả? Ừ. Rồi theo. Theo đi, theo, theo. Thì anh ở đâu xéo mà lụ bỏ luôn nó mình. Có nghĩa là chú đi làm hồ ở thành phố. Ừ. Thì vợ chú đi làm với chú. Đâu nó làm riêng. Làm riêng. Rồi con trai chết đi bỏ bỏ thôi. Bỏ là đi theo ta hay là sao?
Chị thứ hai đi. Dạ. Chị thứ hai đi. Dạ. Chị thứ hai. À, vợ của chú, con trai của chú mất thì vợ của chú bỏ đi theo người ta luôn hả? Ừ. Thì chú biết người đó không? Biết con là... Nó người quê. Rồi vợ chú lúc đó lên Sài Gòn làm cái công việc gì? Nó bằng xưởng bao bì. Xưởng bao bì. Chú thì đi làm hồ. Ừ. Thì sau này là bỏ đi theo ta luôn. Đi theo cái người đó lớn tuổi không, giàu không chú? Cũng lớn rồi. Rồi bây giờ chú có ước muốn gì không? Mua chết. Hả? Mua chết rồi. Cái gì? Mua chết rồi. Ủa sao muốn chết? Vậy xong rồi. Dạ? Vậy xong làm gì? Con hỏi chú ước muốn mà sao chú nói lại đi, nói muốn chết? Chú muốn làm. Chú muốn chết. Có ai đâu mà lại muốn chết mà chú lại muốn chết? Sao chú lại muốn chết? Chú nói con nghe với. Vì sống ở nên mất công. Dạ? Sống ở nên mất công. Sống ở mình nên mất công hả? Ừ. Chú có muốn ước muốn vợ mình quay về không? Thôi đi đi. Đi. Dạ? Đi, đi đi. Chú nói con nghe không, gõ chú liền. Đi đi đi. Đi thì đi đi hả? Trời ơi, chú nói là mình hỏi chú là người hồn hỏi chú là chú có ước muốn gì không? Chú nói chỉ muốn chết thôi. Sống chi mà ở có mình ơn hả chú hả? Chú có khi nào nghĩ là chú làm lại cuộc đời thì chú sẽ có vợ mới không? Không. Dạ. Không. Tại chứ gì vợ khăn. Đâu ở căn mình. Nghĩ đúng nghĩ chết thì cứu. Dạ. Nghĩ chết thì cứu. Chết sao? Chết cứu. Chết là chắc cứu hả? Hiện nay thì chú ở trong mình chú còn tiền để mua đồ ăn gì không? Còn 10 ngàn. Còn nhiêu chú? 10 ngàn. 10 ngàn à? 10 ngàn đó ở đâu là chú có? Cái cho. Người ta cho. Chú xin người ta hay là người ta tự động người ta cho chú? Người ta tự động cho gạo. Ừ. Rồi chú tiền. Người ta tự động người ta cho gạo rồi người ta cho tiền. Mình thấy cái đời mình, cái đời của mình sống mình là làm lớn bự rồi xe đi cho mình cầm đi. Chú nói lớn là con nghe không rõ. Rồi sao nói ta lên lấy cho tiền mình, chúng nghĩ mình dùng mấy gạo cho đồ ăn uống cho hay chứ rồi mình tức lớn cái đầu lớn nó bự mà không biết gì. Không biết gì? Không biết gì nghĩ. Dạ. Là mình thức. Có nghĩa là chú nói là chú đã lớn rồi mà sống đến từng tuổi này rồi mà lại người ta cho gạo, người ta cho tiền mình, phải không? Chú không biết suy nghĩ thì chú tức hả? Ừ. Cái đó là tại số phận thì sao? Chú ở đó là đâu có. Dạ. Số phận đúng rồi, gió
xin đi bắp để cào ăn. Dạ. Xin đi bắp để cào ăn. Xin trái bắp để cào ăn hả? Cào ăn. Cạp ăn. Không nấu, cạp ăn sống luôn. Đâu có nấu. Ôi trời ơi. Ôi sao vậy? Sao chú không xin bắp chín mà xin bắp sống? Để dòng ngoài sang. Mình xin khổ quá luôn á. Hàng ngày thì ai cứ cho gì thì chú ăn đó thôi. Trời ơi đấy. Còn không cho ăn đâu không? Không cho thì ăn cơm không. Lỡ người ta hết gạo thì sao? Có khi nào bị hết gạo lần nào không chú? Không. Không ha. Ở đây là cái con đường này con thấy nó vắng quá chú. Vắng tanh. Dạ. Vắng tanh. Vắng tanh à, tối ngủ lạnh lắm. Tối vô bụng. Nếu mà đừng, đừng coi. Có khi nào là mưa tạt ướt mình chú hết không? Lai gai, lai gai. Lai gai. Gánh dầu chú. Mới đỡ qua hôm kia. Ôi trời ơi. Hết biết đâu đâu tại chú có tạt chưa? Dạ. Nghèo. Dạ. Cái nền đất này mà nó ướt một cái ha, dơ lắm luôn á. Gặp chú Liêm mà mình cảm thấy cái cuộc sống này nó có mỗi người nó mỗi cảnh khổ khác nhau. Thì đối với chú thì chú không có ước muốn gì á, chú chỉ hỏi chú thậm chí là chú chỉ có muốn chết thôi à. Chú đừng suy nghĩ vậy nữa ha. Không biết hả? Thôi bây giờ cố gắng mình sống tốt đi, ngày nào được hai ngày đó ha chú. Không được. Cũng đã năm mươi mấy tuổi thôi, nhưng mà mình thấy chú rất là yếu hơn so với lại cái tuổi của chú. Con tưởng đâu là chú là sáu mươi mấy rồi chứ. Rồi ăn uống trong một cái môi trường như thế này nè, dễ gây bệnh hoạn lắm. Uống nước mưa thôi à, tắm thì tắm ở dưới sông. Nhà thì coi như là muốn sập lúc nào sập, tại vì những cái cây này nó không có chắc chắn lắm. Ở xóm người ta cắt cho chú đúng không? Dạ. Lúc trước chưa có nhà này thì con nghĩ là chú ở còn vất vả hơn hả? Ở lầm bụi. Ở lầm bụi hả? Ôi trời ơi, chú ở bụi luôn. Rồi lúc đó mưa sao? Mưa. Dạ. Mưa đi mệt. Căng. Căng rồi. Dạ. Trời ơi trời, khổ ghê vậy. Ở đây thì tình cờ thì Bùi Hồ có dịp đi ngang gặp được chú Liêm thôi. Ở đây là một trong một cái con hẻm rất là sâu luôn. Ở xã Tân Trung hả chú? Tân Đức. Tân Đức, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơ, tỉnh Cà Mau ha. Thì Bùi Hồ chỉ biết vậy thôi. Giờ cái đoạn đường Bùi Hồ đi xuống Cà Mau này nó rất là xa. Thì hôm nay thì cũng hữu duyên được gặp chú Liêm. Thì con thay mặt cho bạn Mai ở Mỹ á, thì bạn Mai gửi cho chú 1 triệu đồng ha, để chú có thể xài. Sao chú? Ôi, nói cho tiền chú khóc luôn mọi người. Tiền đâu có. Dạ. Đâu có. Bạn này, bạn Mai ở Mỹ gửi cho chú.
Ủa sao chú khóc? Quên đâu quá. Dạ. Quên ơi đó. Nhỏ đó. Chưa cần kêu. Cầu đưa giờ, giờ đi. Chú nói gì? Nhỏ đó. Không đi. Mà tư bay nữa. Đã nữa bộ kia ngoài. Từ tay bay bơ. Lấy đi chứ. Có nghĩa là chú lãnh lương ngày xưa, chú làm hồ, chú lãnh lương vợ, chú lấy đi hết hả? Ừ. Bây giờ chú gặp tiệc chú khóc hả? Đúng. Phải không chú? Đúng. Nè con thay mặt bạn gửi cho chú nè. Chú cầm giùm con, tại một tay con cầm cái máy ha. Chiêu. Thôi sao tự nhiên chú khóc nức nở luôn rồi. Sao chú khóc? Chú khóc sao vậy? Ôi giời ơi. Đủ chưa cầm được kêu á. Chưa cầm được 1 triệu bạc hả? Có cầm như thế. Vậy đi giờ, giờ đi. Mà đưa nó kêu ngoài. Ừ. Đúng á. Từ ngày mà vợ đi đến giờ là chú chưa cầm được 1 triệu bạc luôn ha. Đúng. Lúc trước thì vẫn có. Đúng. Chú cắt tiền này cẩn thận nha. Coi chừng mất nha chú. Chú ơi. Tại... Con cháu. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Tại vì Bùi Hồ á, đi ngang lỡ đường, đi ngang vô ở trong cái bọn này rất là vắng. Và không có tiền, không có rút tiền nhiều nên thay mặt bạn Mai gửi cho chú chỉ có 1 triệu thôi. Đối với chú thì đây là một cái số tiền rất là lớn. Bùi Hồ trích quỹ của bạn Mai ra, chẳng phải có số tiền nhiều thì Bùi Hồ sẽ gửi thêm một lần nhiều cho chú. Tại vì không có cây trụ ATM để mà rút tiền gửi cho chú. Chú lại khóc nữa mọi người. Đối với chú 1 triệu, 6 năm nay thì 1 triệu là một cái số tiền rất là lớn luôn. Chú mừng á. Chú mừng lắm. Chú mừng dữ không chú? Mừng. Dạ. Chú mừng ra nước mắt luôn kìa. Quay. Giờ không chịu à. Về. Chú có muốn nói lời nào với bạn Mai đó không? Bạn Mai đã gửi tặng cho chú á. Chú à. Đâu. Này. Dạ chú có nói lời nào với bạn không? Gọi lời cảm ơn. Gửi lời cảm ơn. Rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Đây là số tiền này thì chỉ có 1 triệu thì so với mọi người thì nó cũng không lớn lắm, nhưng mà đối với chú á, đó là 6 năm nay thì chú chưa cầm được cái số tiền như thế này. Chú Liêm cảm thấy bật khóc và Bùi Hồ cảm thấy rất là buồn ngồi nhắc đến thì chú lại khóc nữa à. Thôi chú đừng khóc nữa ha. Hôm nay thì có duyên thì con gặp được chú. Thì để cho chú mua ít đồ ăn để chú ăn đó chú. Nha. Chú nha. Dạ, thì con chào chú, con chúc chú luôn có một cái sức khỏe dồi dào nha chú. Luôn giữ gìn sức khỏe, đừng có uống rượu nữa, có buồn thì thôi, uống ít thôi ha. Rồi một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh quân, chân thành cảm ơn bạn Mai ở Mỹ đã ủng hộ trích quỹ của bạn để ủng hộ cho chú Liêm có hoàn cảnh khá là đáng thương ngay tại huyện Đầm Dơi của tỉnh Cà Mau. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ạ.